Bẩm đại quan, khi vào nhà họ Trương làm dâu, cô ta đã gặp lại chị của mình trong hoàn cảnh bi đát, cho nên đã mang lòng oán hận cả nhà họ Trương. Rồi cô ta đã lên kế hoạch trả thù. Cô ta không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích, khiến cả nhà họ Trương xào xáo, nghi ngờ lẫn nhau, việc tố giác tiểu dân hãm hại anh ruột của mình. Đó cũng là một trong những âm mưu của cô ta, khiến cho huynh đệ tương tàn, mẹ con quay mặt. Cô nói đúng không hả Trương phu nhân? Người nói điều đó có bằng chứng gì hay không? Bẩm quan, tiểu dân và những người trong gia đình đều là nạn nhân của cô ta. Người mà cô ta nhắm tới đầu tiên chính là bà Năm của nhà họ Trương. Cô ta đã lợi dụng mối hiềm khích giữa bà chú và bà Năm để hãm hại, khiến bà Năm điên loạn. Chuyện này đại nhân có thể hỏi bà Vú sẽ hiểu rõ. Vậy bà Vú của họ Trương có mặt tại công đường không? Bẩm đại quan, bà ta vì sợ sự ác độc của Trương phu nhân đây, cho nên đã bỏ trốn giữa đêm khuya. Tiểu dân đã tìm tới tận nơi, mời bà ta ra công đường đi làm chứng. Bà Vú, chắc chắn bà đang có ở đây, bà hãy ra đây, nói hết tất cả những gì mà bà biết để cho quan khâm sai hiểu rõ. Bà Vú đâu rồi? Bà ra đây đi. Bà Vú đâu? Bà Vú đâu rồi? Bà ra đây. Tôi có biết bà Vú đâu rồi? Đâu bà nào? Đâu bà Vú đâu? Ra đi. Bà nào? Bà nào đó ra đi. Dạ. Đó là bà nè. Đó đó bà đó. Bà là bà Vú. Dạ bẩm quan, tiểu dân tên là Thị Bình, là Vú theo hầu bà Năm từ khi mà bà Năm bước chân vào làm dâu nhà họ Trương. Thì tiểu dân biết được một bí mật nên người ta đã lợi dụng để hãm hại bà Năm. Dạ cũng chính tiểu dân là người gián tiếp mà hãm hại bà Năm ra nông nổi này. Bây giờ tiểu dân hối hận lắm rồi quan ơi. Bà nói kẻ nào đã lợi dụng bà để hãm hại bà Năm? Dạ, dạ chính là mợ ba của nhà họ Trương nè. Bà ấy đã lập mưu để chính tiểu dân là người tố cáo bà Năm, khiến bà Năm phải xa cơ thất thế. Sau này tiểu dân mới hiểu rõ được bộ mặt của mợ ba. Tiểu dân sợ quá nên tiểu dân phải bỏ trốn. Tiểu dân sợ ở lại nhà họ Trương tiểu dân sẽ bị giết. Vậy bà có biết vì sao cô ta lại làm như vậy không? Dạ, dạ bẩm quan, là vì bà Năm bà hành hạ con nụ, rồi bà Năm bà lại điều tra ra biết mợ ba này là em ruột của con nụ, nên mợ ba đã ra tay làm cho bà Năm trở nên điên loạn đó thưa quan. Vú à, tôi thừa nhận là có lợi dụng Vú để giành mặt má Năm, nhưng tôi không phải là người đã làm cho má Năm điên loạn. Thưa quan, tiện nữ không có làm chuyện đó, mong quan trên suy xét. Bẩm quan, chị ta đã thú nhận đã hãm hại má Năm rồi đó. Chưa hết, con dâu trưởng nhà họ Trương cũng đã bị chị ta xúi dục thất tiết đến nỗi phải treo cổ tự vẫn. Trước hương hồn của chị hai, chị có dám nói chị không xúi chị ấy không? Đừng có nói nữa, đừng có nói nữa. Mau nói với quan không sai đi, chị có xúi chị hai không? Tôi không hề muốn hãm hại chị hai, tôi chỉ muốn dạy cho tên ấy một bài học mà thôi. Bẩm quan, như vậy thì đã rõ,
Kẻ mà cô ta nhắm đến chính là anh hai của Tiểu Dân, cậu hai của nhà họ Trương, nhưng lại vô tình giết chết một mạng người. Chị ta đúng thật là ghê gớm, không chịu dừng tay mà lại tiếp tục hại hết người này đến người khác. Chị ta chỉ muốn tất cả những người trong nhà họ Trương phải đi vào bước đường cùng. Có thể anh ba của Tiểu Dân, chồng của cô ta, đã bị chính cô ta đã xô xuống vực. Rồi bây giờ cô ta quay lại để đổ hết tội cho Tiểu Dân. Cô ta sẽ chưa chịu dừng tay nếu vẫn chưa đẩy hết những người nhà họ Trương vào con đường thân bại danh liệt. Đây là lý do tại sao cô ta kiện cáo Tiểu Dân giết chết anh ruột của mình. Tiểu Dân mong quan lớn suy xét và đòi lại công bằng cho Tiểu Dân, đòi lại công bằng cho nhà họ Trương. Không phải, xin quan. Ngô Ai Nhi, những gì Trương Phúc Điền nói cô cũng đã thừa nhận. Vụ án này xem ra còn nhiều khuất tất, không thể xử trong một buổi, nên ta tạm dừng tại đây. Khi nào tra thêm được thông tin, ta sẽ mở công đường xét xử lại. Lính Đồng. Dạ. Giam Trương phu nhân vào đại lao để ta thẩm tra xử việc. Dạ. Không phải Mạc Quan, không phải Mạc Quan. Ông Quan truy xét, ông Quan truy xét.